Ok, chào mọi người. Hôm nay shop lại tiếp tục lên cho người một lô lưỡi câu đó. Lưỡi câu với vài con mồi lua nè, lua lóc, lua chẽm, lua gần. Rồi, để shop cho cụ thể từng món người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip shop lên đó, thì anh em cứ quay shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn người mã số 1, mã số 1, số 2, số 3 là ba mã này là của hãng Dell nha mọi người. Dell. Thì lửng này thì nó có carbon trong đây như nè, làm cho cứng lửng. Đó, đây ba mã. Thì nó có mã cuối nè, mã cuối này thì nó sẽ có ngạnh lưng nha, mã số 3 nè, có ngạnh lưng nè. Đó. Thì lửng này lửng chưa hết luôn nha mọi người, lửng này mới 100%. Đó. Về thì mình lấy hàng lô về thì nó chỉ có vài túi thế này thôi. Đó, anh em nào chốt trước thì để cho anh em đó nha. Rồi, để mình đo cái xây lửng với người xem. Đây mọi người, đó. Đây là mã số 1 nè, số 2 và số 3. Thì số 3 nó sẽ có ngạnh ngược trên lưng nha mọi người. Đó. Thì giá mình bán thì sẽ đồng giá 30k nhá, 30k một túi. Đây, lực số 3 nó sẽ ngạnh ngược trên lưng. Đó. Đây. Để lại cho mọi người xem. Thì lưỡi nó sẽ là màu vàng, nó có carbon trong đây nên nó rất là cứng, hãng của hàng Dell. Đó. Đây, rất là bền cứng nha. Rồi, để mình vô mã lên mã khác mời xem nhé. Tiếp theo sẽ là mã số 4, số 5, số 6 và số 7. Thì 5, 6, 7 là 4, 5, 6, 7 là nó chung một xây lửng nha mọi người. Đó. Đây, nó đây. Thì chung một loại lưỡi nó khác xây, đều là lưỡi của Yamakasu. Đây, đây lưỡi mã số 4 nè, lưỡi số 8 nè. Đây, nó quát quát như thế này nè, nó phủ một màu xanh nha mọi người, nó phủ xanh. Đây, đó. Rất là lưỡi này thì siêu bén rồi. Đó. Về câu gô, cái này câu gô có khi là hết bài. Mã số số 5, mã số 5 này là lưỡi số 10. Đó. Nó cũng quát như thế này. Đó, công công vô. Cái này cục chê nhé, cục chê là ngon lành. Mã số 6, mã số 6 cũng là xây số 10 luôn. Đó. Đây. Đó. Vẫn phủ màu xanh nhé. Và mã số 7 là xây số 11. Đây. Lưỡng quát quát như thế này. Đó mọi người. Đó. Mấy cái lưỡng này là giữ cá cực kỳ ok luôn. Đó. Đóng cực kỳ bén luôn. Và lưỡng xây số mã số 8. Mã số 8 có hàng xung mẹp nè mọi người. Đó. Quảng này loại này quảng là của Nhật nha mọi người. Đây, đó, lưỡng nó sẽ lưỡng đỏ thế này. Đó, cũng dạng quát quát vô. Bên xe bên nhé, lưỡng Nhật. Đó. Thì để mình đo xây cho người xem nhé. Đây, đó, xe lưỡng của nó đây. Mã số 4. Đây, mã số 4 đó đây. 5 6 7. Đó. Cả lưỡng công công vô và lưỡng rất là bén nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai là giá là 25.000 một bịch nha mọi người, 25.000 một vị. Rồi, để mình qua mã nhé. 25.000 một vị nha mọi người. Đó, mấy lưỡi này về câu là hết bài. Đây, lưỡng này câu gô nè, câu gô copy rất là êm ha. Rồi tiếp theo sẽ qua đây, và đây là đoạn vẫn là lưỡng Yamakasu, nó vẫn quát quát vô. Mã số 9 đây, mã số 9 là lưỡng số 9 luôn. Đó, nó cũng dạng quát quát vô. Lưỡng này thì mình có hai loại, một loại quỷ lưỡng trắng, một loại lưỡng vàng nha mọi người. Đó. Lưỡng vàng thì mình chỉ có một bịch thôi, lưỡng trắng thì được có ba bịch nè. Đó. Xây số 9 nha. Đây. Tí mình đo xây cho mọi người xem. Đó. Đây. Xây số 9 nè. Xây số 9, mã số 9 vẫn là 25k. Xây số 10, mã số 10. Đây. Thì mã số 10 vẫn vậy thôi nha mọi người. Mã số 10 thì mình vẫn có một bịch lưỡng màu vàng. Và 4 bịch mã lưỡng màu trắng nha. Đây.
thế này, lửng nó vẫn quát quát vô nó. Mấy lửng này đóng cá cực kỳ nhạy nha, lửng bịch này chỉ có 4 lửng thôi, bịch này bỏ ra đi đó. Chỉ có 1, 2, 3 lửng nha, 3 lửng màu trắng nha mọi người, 3 bịch màu trắng thôi. Thì mình cũng nói trước, mấy cái lửng bịch này mình mua luôn thì đa phần nó về thì mình vẫn không có kiểm tra kỹ á, nó xem đủ số lượng không. Mình thấy nó đủ bịch, bịch này chắc đủ nè, nó tầm khoảng 12 lửng, nó để mà 12 lửng chắc đủ. Thì bịch số 10, mã số 10, xe số 10, giá vẫn là 25k. Tiếp theo mã số 11, xe số 11. Đây, lửng nó quẩn quát quát vô thế này đó, công công vô. Ra cho mình xem kỹ lưỡi, đây nó cong cong như thế này nè, nó đóng cá cực kỳ nhạy nha. Rồi mã 11, xe số 11, giá vẫn là 25k. Mã 12, xe số 12, thì mã 12, xe số 12 thì mình được hai bịch màu trắng, hai bịch lưỡi màu trắng và hai bịch lưỡi màu vàng. Đó, đây, đó. Mã 12, xe số 12. Rồi giá cũng là 25k nhé. Rồi mã 13, xe số 12. Mã 13, xe số 12 là lượng lưỡng, loại này lưỡng mà đỏ nha mọi người, lưỡng màu đỏ. Đó, lưỡng nó quẳng quát quát vô. Mã 14, xe số 13. Đây, mã 14, xe số 13 thì mình về được có một bịch một thôi. Đó, một quỷ một thôi. Lưỡng này về cho anh em đi săn hàng. Mã 16, xe số 15, lưỡng màu vàng, lưỡng bự. Rồi để mình đo trong ô tập cho người xem nhé. Đây mọi người, đó. Thì đây là lưỡng số 9 nè, đó. Mã số 9, xe số 9, lưỡng số 10, 11, 12 đỏ, 12 trắng nè. Cái này là lưỡng 13, đây lưỡng 16, 15 nha mọi người. Lưỡng 15, mã 16. Đây, để lên cầm lên cho người xem kỹ. Đây, nó đây, đó. Lưỡng nó đều dính vô. Lưỡng này thì đóng cả dính một cái là khỏi ruột luôn. Đó, lưỡng rất là bén, lưỡng Gamakatsu nhé. Rồi, anh em xem thì có thể chụp lên màn hình báo mình nhé. Rồi, đến qua mã cho mọi người xem. Qua mã khác. Theo qua đây là lên vài mã dạng lưỡng mà anh em săn hàng đó mọi người. Câu biển đây, đây là lưỡi Gamakatsu, nó cũng dạng quéo quéo như thế này đó. Đó. Cũng quát quát thế này nè, đó. Quáu quáu vô nha mọi người. Đây lưỡi nó cũng quáu quáu như thế này đó. Lưỡi này lưỡi xây số 17 nha, mã số 16, giá 30.000. lưỡi số lưỡi số 18, lưỡi số 18 thì mình có lưỡi vàng. Thì bịch này nó lộn xộn lưỡng vàng lưỡng đỏ nè. Đó, mình kiểm tra lại thì nó vẫn đủ 9 lưỡng cho mọi người nhé. Đây, đây lưỡng vàng. Lưỡng bịch này thì nó mất cái bao này, lưỡng vàng. Đó, lưỡng số 18 nhé. Lưỡng số 18, mã số 17, giá là 30 luôn. Lưỡng số 18, lưỡng số 18, mã 18 đây. Đó, lưỡng là lưỡng màu trắng nha mọi người. Đó, giá cũng là 30. Và đây, đây lưỡi số 18. Lưỡi số 18 và mã số 19, giá là 35k. Tại sao cái này nó mắc hơn cái kia một tí, vì cái này lưỡi làm dày hơn nha mọi người. À, lưỡi cái này làm dày hơn, chuyên về cho anh em săn hàng. Rồi, mình để mình lấy ra so sánh hai mẫu lưỡi cho người xem. À. Đây mọi người, đó. Đây sẽ sánh cho dễ biết. Đây thì đây là lưỡi số đây là lưỡi số 16, xe số 17 nè mọi người. Đó, lưỡi số 16, xe số 17. Và đây là lưỡi số 18. Lưỡi số 16, xe số 17. Đây là lưỡi số 17, xe số 18 nha mọi người. Đó, thì có ba hai loại, loại màu vàng, loại màu xanh, màu trắng. Và đây là lưỡi số 19, xe số 18. Đó.
giá 35k. Và tại sao nó mắc đây, để hai lưỡi kế bên người xem, nó dày hơn, nó dày cộm luôn đó, đây thấy rõ đó. Sẽ dày hơn, phơm nó cũng giống như nhau nhưng mà nó dày hơn, dày và nó bự hơn đó, gấp đôi nha mọi người, dạng dày gấp đôi. Rồi đây đó, đây đó. Rồi lưỡng này mã số 19 size số 18, giá là 35k. Lưỡng số đây, lưỡng số 18 size số 10, lưỡng số 17 size số 18, giá là 35 này đó. Đây lưỡng số 17 nhá, dạng này săn hàng anh em về câu cá, cá cha dầu đếm là săn câu biển là hết bài. Có cái lưỡng số lưỡng dày anh em về câu vít, câu vít rất ok nha, lưỡng ra mặt cách tu đó. Rồi qua đây, qua đây vẫn vậy, đây là lưỡng 19 nè đó, lưỡng 19 mã số 20 size số 19 nè, size 19 nè đó, lưỡng này lưỡng vàng lưỡng mỏng nha. Lưỡng 19 này lưỡng dày nè đó. Lưỡng dày của mã 19 thì mình có một bịch một thôi. Mã 20 giá là 30k. Mã 21 đó, giá là 35k. Tiếp theo qua đây, qua đây là mã số 22 và 23. 22 và 23 là lưỡng lưỡng 20 nha mọi người, lưỡng 20 thì nó vẫn khác nhau đó, độ dày nó khác nhau. Đây về cho anh em câu ngâm câu cha nè, thử này về anh em câu biển đó, rất là dày, dày và cứng nữa. Đây đó, để hai lưỡi kế bên thì anh em nhìn nó khác nhau một trời một vực liền. Một lưỡi 35.000, một bịch một lưỡi 30.000 đó. Lưỡng xây số 20 nha mọi người, đó, khá là bự. Rồi giá là 35k một bịch. Mã số 23, mã số 22 giá là 30k nha mọi người đó. Thì mấy cái này hơi lộn xộn tí, thì mọi người cần thì chụp hình ở màn hình nè, báo mình kiểm tra kỹ lại cho mọi người nhé. Tiếp theo qua đây, qua đây là mã số mã số 24. Thì 24 về được nguyên túi này nè, không nguyên túi này cũng của Nhật về, nó còn kẹp bấm đúng không đó. Túi này về cho anh em nào dạng tấm nho câu câu cá sông câu biển đó, lưỡng quẳng quát quát như thế này đây, cho anh em câu cắm cũng được đó, quẳng quát quát như thế này đây, để ô tập đo xây người nha đó. Một túi này thì mình cũng chưa kiểm tra đó. Mình bán cái túi này giá là 50.000 nha mọi người, 50k mã 24 này khá là nhiều á, từ Nhật về luôn nhé. Tiếp theo quả 25 26 27 28. Thì 25, 26, 27, 28 là xây lưỡng gọng dài nha mọi người. Đây, cái này là mã 25, giá 25k. Mã 26, 25, 27, 25 và 28 vẫn là giá 25k đó. Thì 27 với 28 là chung, nó chung xây nha, nhưng mà khác màu lưỡng nha, lưỡng màu vàng và lưỡng màu trắng nè mọi người đó. Thì mình sẽ đo, để đi ô tập đo 23 mã này cho mọi người xem nhé. Loại này thì anh em hay về câu mấy cá bóng đục nè, bóng đục thì nó hơi bự một tí, về câu gô cũng được, câu gô rất ok. Rồi mọi người đó, thì đây là mã số 25 nè, 25, 26, 27 và 28 thì nó chung xây nhau đó. 27, 28 nó chung xây nhau, nó có lưỡi màu vàng mà lưỡi màu trắng. Đây cái này là màu trắng nha đó. Đây để ô tập đo người xem đó, cái lưỡi gamma gọng dài này chiên về chị mấy con cá nào nó hay nuốt lưỡi á đó. Đó, nó ăn hổn nó hay nuốt lưỡi á, mấy cái này nó nuốt không hết đâu
anh em dễ lấy cái lưỡi ra nè. Đó. Rồi để mình qua mã khác cho mọi người xem nhé. Tiếp theo sẽ là mã số 19, đó, mã 29, 30, 31 và 32 đều là lưỡi gọng dài của Gamakatsu. Đó. Đây. Mấy cái này thì chuyên về cho anh em là dạng câu mấy con tôm á, cục tôm câu hà, đó, xỏ sâu vô móc rất là tiện nha. Rồi một vỉ này thì giá khoảng là 25k nha mọi người. Mã 15, mã số 30, thì 30 thì mình sẽ có lưỡi trắng và lưỡi vàng nè, đó, giá khoảng 25k. Mã 16 đi xem, 16 thì toàn lưỡi vàng thôi, đó. Ở mã 31 thì toàn lưỡi vàng thôi, giá khoảng là mã 31 xem 16, giá khoảng là 25k. Mã số 32 xem 18, giá khoảng là giá 30k nha mọi người. À, lưỡi này bự hơn, à, lưỡi bự qua như vậy. Để mình để vô đo xanh mình xem. Đây mọi người. À. Đây, đó. Thì đây là mã 29 nè, 30, 31 và 32. Lưỡi 32 thì sẽ bự hơn một tí. Đó, bự hơn nhiều. Lưỡi này về anh em săn hàng, anh em có thể làm tấm, anh em câu lươn cũng được. Loại này câu lươn cũng rất ok ha. Ừ. Rồi, để mình qua mã khác cho mọi người xem. Rồi tiếp theo sẽ là mã số 33. 33 là một bịch lưỡi Gamakatsu. Đó. Thì loại này về có một bịch ha. Đó, để đo xem cho người xem luôn. Đây. Lưỡi này về cho anh em nào dạng câu đài cũng được. Đó. Đây. Xe lưỡi nó đây. Đó. Rồi giá cũng vậy người. Giá cũng là 25k nhé. Gamakatsu. Tiếp theo sẽ mã số 33 nhé, 25k. Tiếp theo mã số 33, 34. Đây, mã 34, lưỡi xe số 11 nhé. Lưỡi Gamakatsu số 11 thì nó có túi nhỏ và túi lớn, thì nó giống nhau thôi nha mọi người. Đó. Túi nhỏ thì hình như được 14 lưỡi đó nhé. Được 14 lưỡi. Túi lớn thì được có 11 lưỡi thôi nha. Đó. Nó khác nha. Khác nhau nhiều đó thôi. À, túi lớn thì được 12 lưỡi nè. Túi nhỏ được 14 lưỡi. Đó. Thì mấy Nhật để sao thì mình về mình quay clip mình bán thôi. Đó. Thì giá cũng vậy người. Giá cũng là 25k một túi. Thì xe lửng này thì vừa cho anh em nào câu có rô đồng, anh em câu phi, anh em câu biển cũng được. Đó. Đây. Đó. Xe lửng nha mọi người, xe lửng mã số 34. Rồi, giá vẫn vậy nha mọi người, giá vẫn là 25k một túi mã 34. Tiếp theo mã 35. Mã 35 là lưỡi của hãng Hayabusa gì đó mọi người. Đó. Thì loại này thì mình có size số 9 nè. Đó. Và size số 10. Thì loại này nó có để ánh kim thế này nè. Đó. Như là về tấm lưỡi lông hay gì. Để thu hút men cá nè mọi người. Đó. Thì mình lấy ra mình đo một size cho mọi người xem. Cái này còn niêm phong luôn nè. Này còn niêm phong. Đây, siêu lưỡng của nó đây. Lưỡng này thì rất là bén, chẳng nó làm dẹp dẹp thế này. Đó. Hai bên nó sẽ có ánh kim thế này. Đây, cái này chắc về chiên về cho anh em nào câu biển rồi. Rồi giá khoảng là 25k một túi nhớ người. Đó.
mã số 35 25k một túi, có hai size số 9 và size số 10. Tiếp theo mã số 36 36 37 và 38. Thì 36 37 38 là chung một hãng nha người, chung một hãng mà sát size. Đây, có size số 3, số 4, số 5. Lưỡng này thì chuyên về dạng cho anh em câu mấy mồi sống nè. Đó. Để mình lấy cái mình đo. Lưỡng này nó rất là ngộ, nó quát quát như thế này. Đây. Đó, quát quát vô nha mọi người. Đây, hình miếng cá này, họ câu bên Nhật nè, đó. Thì lưỡng này vẫn là lưỡng của Nhật về nha mọi người. Nó có thành phần trong lưỡng là carbon nè mọi người. Đó, tăng độ cứng của lưỡng lên. Đây, cũng có từ Nhật về. Giá cũng vậy nha mọi người, giá cũng là 25k một túi nhé. Mã số 36 37 38. Để mình lấy mình đo một mã số đo xây cho mọi người xem. Đó. Xây số 36 37 và 38. Đó, đây. Cái đầu lửng nó thì nó hơi cong cong như thế này. Đó, chuyên về cho anh em là con miếng con cá sống, con mồi sống á. Để giữ cá lại. Cá táp vô một cái là xong, khỏi thoát. Rồi, giá 25k một một lửng nha mọi người. Đó, 25k một túi nha. À, mà đây là 36 nè. Cái này nãy nó còn niêm phong nè, mình xé ra đo cho người xem. Chung thì lưỡng này thì anh em mình có đo tự xây á, anh em có về anh em về tự về anh em đo cái xây lưỡng của anh em qua ô tập là anh em biết xây lưỡng mình câu là xây bao nhiêu à. Đó, anh em chốt hoặc anh em có thể chốt rồi báo mình chụp hình cận cảnh lên nha. Tiếp theo mã 39 thì 39 là một túi lưỡng dạng săn hàng nè, của hàng Hot nè mọi người. Đây, lưỡng của Hot nè, lưỡng này cũng từ Nhật về đó. Thì cái này về chỉ có một túi này thôi nha mọi người. Đó, chỉ có một túi một thôi. Thì lưỡng này họ để là 50 lưỡng nha mọi người. Đó. 50 lưỡng nè. Đó. Cái này mình về mình cũng nó thật thì mình cũng không có kiểm tra lên đó. Mình thấy nó cũng nhiều nhiều chắc đủ. Đó. Đây, nãy về đo CO tập cho người xem. Lưỡng này thì anh em về có thể câu cá cha, câu ngâm. Đây, đó. Săn hàng. Đây, nó dạng nó cong cong quéo quéo như thế này. Đó. Thì lưỡng này thì dày em ơi, dày và cứng nha. Rồi, giá một túi này 50 cái. Giá là 100k nha người. Đó, giá 100.000 một túi. Đó. Mã 39. Tiếp theo mã số 38 thì 38 lên cho người một xây lưỡng của hàng Honor nè mọi người. Đó, xây lưỡng của Honor. Thì lưỡng này nó quẳng quát quát như thế này nè. Đó. Lưỡng này thì họ bán tại Nhật là ra tầm khoảng 300 yên, ra tầm khoảng 60.000 một túi á. Rồi, về Việt Nam bán nửa giá 30k nha, giá 30k một túi. Của hàng QH của Nhật sản xuất luôn nhá, Japan. Thì loại này thì mình về có 3 túi thôi, 2 túi số 10 và 1 túi số 11. Để mình đo số 11 cho mọi người xem nhé. Chung thì lưỡng này thì về lô nên mình cũng không có biết số lượng. Đó. Lưỡng Nhật này mà cũng khó là lấy. Đây, xây xây số 11 nè mọi người. Đó. Đó. Đây, nó quay ảnh vô thế này. Rất là bén nhá. Này về anh em câu cá hành cá cháp cũng được nữa nè. Đó. Đó đây. À, về anh em câu hành câu cháp rồi hết bài. Rồi, giá 30k một túi nha mọi người. Đó, mã số 39 ở 38. Giá 30k một túi. Có hai size số 11 và size số 10. Đó. Nói chung mấy lưỡng này cũng có số hạn lượng có hạn thôi chứ không có nhiều. Anh em nào chút trước thì được nhé. Tỉ sửa cái này lại. Tiếp theo mã số 40. 40 và 41. Đây 40 41 là lưỡng của hàng Hibasa nè mọi người. Lưỡng này thì nó nguyên zin về luôn, đó, nguyên zin về 55 cái. Đó. Đây mình để vô tập. Đó.
đâu xây cho anh em tưởng tượng nè hả. Đây lưỡi này về cho anh em câu ngâm nhé, câu cái gô cái chê. Rồi giá vẫn vậy những người, giá mã số 40, giá 100k, 55 cái nhé. Mã số 42, 42 giá vẫn vậy luôn mọi người, giá 100k. Lưỡi này thì xây bự hơn tí, xây số 12. Lưỡi này được 48 cái nha mọi người, lưỡi 48 cái. Vẫn là lưỡi của Nhật, form của hàng Japan nè. Đó. Mã 42 giá 100k. Tiếp theo mã là đây. Đây mã 41 và 42. Đó, 42 giá vẫn là 100k rồi, có hàng Hayabusa nè, xe số 10. Thì cái này nó vẫn còn niêm phong vô. Đó. Đây. Rồi xe lử người xem. Thì anh em cần thì báo mình lấy ra mình đo tập cho người nhé. Tiếp theo mã số 43. 43 vẫn của hàng Hayabusa. Thì mã này nó tháo rồi. Bịch này thì nó để là có 50 lử nha mọi người. Đó. Rớt một cái đâu rồi. Đây, lử này nó dẹp dẹp thế này. Đó. Mỏng mà nó bén nha mọi người. Mỏng mà rất là bén. Xe số 9 nè. Đó. Đây, để ô tập người xem. Này về anh em câu go ha, câu go copy, câu đài. Nó vuốt mỏng lên mọi người. À, thử này câu men cả nhát nè, hết bài. Rồi, giá một túi này giá là 60k nha mọi người, mã 43 60k. À, xe số 9. Cái này xe số 10. Đó, bự hơn tí. Giá vẫn vậy người. Giá vẫn là 60k, mã 43 44. 43 60 44 60. Hãy cho rớt cái lưỡi đâu đây nè. Rồi, một tí kiếm. Tiếp theo qua đây. Qua đây là những cái túi lưỡi của Nhật về. Đây, gợt này. Đây, những túi lưỡi mà của Nhật về đây. Đó. Này mình cũng không hiểu tiếng Nhật của hãng nào luôn. Thì một túi này nó để là 100 cái không người, xe số 7, xe số 8 và xe số 9. Đó. Đây. Mã 45 á là xe số 7, mã 46 là xe số 8 và mã 47 là xe số 9 nha. Để mình lấy ra mình đo xe cho người xem. Thì một túi này thì bên Nhật nó bán là 530 yên, nó ra tầm đâu đó gần 120, mình bán giá 70k người, 70k một túi. Một túi 100 cái. Cái này 100 từ Nhật về nhé, để lấy ra tao xây mời xem nhé. Mọi người, đó xe lửng đó đây. Đây mã số 7 nè, xe số 7, số 8 và số 9. Mã tương đương với mã số số 7 thì nó mã 45. Đây, 45, 46 và 47. Đó. Thì mấy xe này chỉnh quay cho anh em dạng vừa câu đài được mà vừa câu ngâm được nè. Đó. Một túi nó có 100 cái nhưng mà nó thật thì mình vẫn không có đếm rồi đâu. Đó, giá là 70k nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Mã trên đây là miếng con mồi lua lóc chẻm gần cho mọi người nhé. Mã số 48. 48 thì lên cho người một con của hãng Daiwa nha mọi người, một con Daiwa TP nè. Đó. Thì con này nó sẽ chìm nha mọi người, con này đi chìm và nó sẽ lóc và nó có bi nè, bi nó tạo tiếng động nhé, thu hút cá. Con này nó dài là 75 cm, 75 mm nha mọi người, 75 mm. Và con này nặng là 18 gram. Con này thích hợp cho anh em nào câu gần. Đó. Câu gần thì lý tưởng hơn nha mọi người. Đó. Con này chìm. Rồi giá công khai con số 48 giá là 90k nha mọi người, 90k cộng ship nhé. Rất là đẹp, hàng đại qua, nó xây xác nhé, con này có xây xác. Đó. Tiếp theo mã 49. 49 vẫn làm lên cho người, vẫn một con của đại qua. Đó, đại qua TPSB nè. Thì anh em cần thì anh em search cái tên này nè, lên Google hoặc lên YouTube đó. Đó, nó sẽ có action những cá liền cho người nha, action của con mồi liền. Đây một hãng của Nhật sản xuất.
vì họ đã test rất là nhiều rồi. Thì đây vẫn là một con cá, thì con này đi chìm luôn nha mọi người, con này đi chìm. Con này nó dài là 60 mm, nặng là 7 g. Đó. Thì con này anh em có thể câu lóc, câu cá lóc cũng được. Đó, câu mấy cái ao, mấy vuông đó mọi người. Đó, câu lóc, câu chẽm nhá. Rất là đẹp. Phát quang, phản quang rất là tốt, màu còn rất là ok ha. Rất là đẹp nha mọi người. Rồi, con này chìm và nó đi nó gung nha mọi người, đi gung lắc. Có tiếng bình. Giá là 130k nha mọi người, 130k cộng ship, mã số 49. Tiếp theo mã số 4, mã số 50. 50 thì lên cho người là một con hàng nội địa Nhật, một con duo. Đó. Đây, tên của nó đây. Đó, một con duo. Bypass R70 gì nào. Đó. Rất là đẹp. Con này vẫn là một con đi chìm nha mọi người. Đó, con này vẫn là một con đi chìm. Thì con này nặng là 12 g, chuyên về cho anh em mà câu đầm, câu gần. Đó. Đi chìm nha mọi người, rất là đẹp, phản quang rất là tốt. Đó, mấy ông bà Nhật công nhận. Phản quang tốt và action nó cũng rất là đẹp. Thì con này nó dài là 70 mm, nặng là 12 g và nó chìm. Con này giá công khai giá là 120k người, 120k. Mã số 50. Tiếp theo mã số 51. Thì 51 lên cho người là một hai con nha người. Đó. Thì đây một hai con của hãng Tico, Tinico. Đây, tên của nó đây. Đó. Đây. Đó. Thì cái này lửng nó đi theo mồi luôn nha mọi người, lửng nó đi theo mồi luôn. Thì hai con này nó sẽ đi chìm luôn nha mọi người, hai con này đi chìm. Chìm và đi lửng nha. Đó. Đi lửng lửng cho nó không có chìm sâu xuống luôn. Thì lửng nó sẽ theo mồi, không thay được. Đó. Thì con này nó nặng là 70 nặng là 5 g, dài là 70 mm, nặng là 5 g, dài 70 mm, màu phản quang rất là tốt. Con này anh em thích hợp cho anh em là câu chẽm, câu nhồng nè. Đó. Câu cá măng vì nó táp thì nó sẽ táp sóc một lực hai lửng luôn. Đó. Đây nó một lực trên một lực dưới, phản quang rất là tốt nhé, mắt nó cũng còn rất là đẹp. Rồi, giá công khai 110.000 một con nha mọi người, 110.000 một con. Mã số 51. Tiếp theo mã số 52. Thì 52 lên cho người là một con Kencat. Đó, con Kencat này thì rất là đẹp. Thì con Kencat đây. Đó. Đây, Kencat Lucky Ken XB gì nè mọi người. Đó. Đây, con này thì công nhận nó đẹp. Phản quang của nó rất là tốt. Thì con Kencat này nó dài là 50 mm. Đó, dài 50 mm, nặng là 2.8 g. Con này anh em có thể câu UL, lúa suối cũng được, rất là ok. Đây, mắt của nó rất là đẹp nhé. Đó. Đây, đó, phản quang cực kỳ tốt và đẹp. Thì con này nó sẽ đi lửng nha người. Con này đi lửng và nó lặn á, nó lặn mát của nó chỉ có 20 mét nước thôi nhá. 20 cm thôi nha mọi người. Đó, nặng mát chỉ có 20 cm thôi. Đó. Hàng rất ok. Một con hàng nội địa. Rồi, giá công khai mã số 52. Giá là 120k nha người, 120k. Cộng ship mã số 52. Tiếp theo mã số 53. 53 là cho mọi người một con Daiwa. Đó. Đây là một con Daiwa của đây, Daiwa nha mọi người. Daiwa Amin. Daiwa DG Mino. Đây. Con này cũng còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Thì con này về chiên về cho anh em đôi chẽm nha, đôi chẽm đôi nhông. Thì con này nó dài là 90 cm, 90 mm, nặng là 6.2 g. Đó. Dài 90 mm, nặng 6.2 g. Và con này nó sẽ đi lửng nha mọi người. Con này nó nổi và đi lửng. Thì con này nó lặn mát của nó chỉ có 30 cm thôi. À, 30 cm. Mồi còn rất là đẹp. Đó. Rồi, giá công khai mã số 53. Giá là 100k người, 100k mã số 53. Ừ. Đây qua. Tiếp theo cho người một con mã số 54.
54 đến những người dạng hàng siêu phẩm. Đây một con đai qua luôn đó, TB Mino, và con này rất là đẹp, phản quang rất là tốt đó. Mấy con này thì thu hút cá rất là nhạy nha người. Đây đó. Đây nó lắc thế này thì mình còn thấy chói rồi, nó cá rất là đẹp. Thì con này nó dài là 95 mm, nặng là 7.6 gram nha người, 7.6 gram. Và con này nó sẽ nổi nha người, con này đi nổi đó. Rất là đẹp. Rồi giá công khai con 54, giá là 150k người, 150k cộng ship đó, con 54. Con này nó đổi. Tiếp theo con 55, con 55 con cuối cùng. Thì đây là một con hãng của hãng Tuckle Hull. À, Tuckle Hull. Tên của nó đây. Và con này thì đặc biệt của nó là bằng gỗ nha người. À, con này là bằng gỗ. Một con hàng xứng đáng với sưu tầm. Rất là đẹp. Phản quang cũng rất là tốt luôn. Con này nó dài là 110 mm, nặng chỉ có 5.5 gram thôi nha mọi người, nặng chỉ có 5 gram thôi. Và con này nó nổi là bằng gỗ và nó nổi. Thì giá công khai con 55, giá của nó sẽ là 100k nha người, 100k cộng ship hay ra 100k cộng ship nha người. Đó, rất là đẹp con mồi. À, một con hàng dạng hàng cổ và hàng sưu tầm, chuẩn về cho anh em sưu tầm. Rồi cảm ơn mọi người, đó tổng cộng những gì mà shop lên cho người hôm nay. Thì anh em cần có thể liên hệ với shop để số điện thoại clip này màn hình. Rồi cảm ơn mọi người nhé.